đang giữ rồi. Quá khứ rồi, quá khứ rồi. Trời ơi. Cái này chắc anh trai ơi, cái này chắc châu Âu chứ không phải Việt Nam đâu, dữ vậy. Rớt đồ hả chị gái? Rớt cái này là khó kiếm rồi nha. Bởi vì cô chú anh chị nào mà có đi tắm biển hay gì đó, đồ đạc hay vòng vàng nữ trang nên rỡ ra tháo ra. Vậy em gái ăn gian luôn hả? Hàng về thấy xinh đẹp, hàng về thấy xinh đẹp rồi, đẹp đẹp giống anh rồi. Cái này là mình bắt cái con gì hả chú? Ốc gì? Ốc nhỏ nhỏ hả? Ở đây mình thấy có một cái nghề đặc biệt ở trên bãi tắm nha. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog cũng vẫn còn đang ở khu vực Vũng Tàu. Hôm nay là ngày mùng 7 Tết, giờ này là khoảng tầm 11 giờ trưa. Và hiện tại thì thủy chiều giờ này cũng đã rút xuống rất là nhiều. Và có một cái bãi tắm phải nói là rất là đẹp nha. Thì Cao Tùng Vlog tiếp tục cập nhật tình hình ở bãi tắm Vũng Tàu. Bây giờ mà cô chú anh chị muốn đi tắm có cái bãi xa thì khoảng 9 giờ sáng cho tới khoảng tầm 1-2 giờ chiều nha. Chứ buổi chiều khoảng 4-5 giờ là nước tràn lên cao dữ lắm luôn. Buổi hôm qua mình có quay một clip á, là nước lên tút ở trên này luôn, cao lắm. Nên là cô chú anh chị muốn tắm mà cái bãi xa thì nên đi khoảng khung giờ đó nha. 9 giờ tới 1-2 giờ chiều. Review. Nó giờ này thì cái bãi ra rất là xa nha. Đó, rất là dễ tắm và các bạn có thể ngồi nghỉ mát đi ngay khu vực này nè. Ở đây người ta cho mướn những cái rế á. Đó, ngồi rất là chill nha, giống như Vũng Tàu. Giống. Nó nhìn cái cảnh rất là chill nè, giống như nước ngoài ghê không? Rất là đẹp. Tắm xong chưa em? Tắm xong chưa? Đi tắm chưa? Trời lạnh hả vậy? Lần đầu tiên mà đi tắm biển mà sợ dơ nè. Mới nghe. Nước biển sạch mà em. Sợ hả? Anh tưởng đâu sợ lạnh chứ hả? Đây ngồi rất là chìm á. Giờ này nước rút xuống cạn rất là nhiều rồi. Nhưng mà đặc biệt thì buổi chiều khoảng 5 giờ chiều thì khoảng 4 giờ rồi là nước có lên cao dữ lắm, cao luôn. Giờ này thì các hoạt động ở ngoài biển, các trò chơi mà ở khu vực bãi á, thì vui hơn. Nhưng mà cũng có nhiều bạn thì thích nước nhiều á. Nước nhiều thì cảm giác nhảy sóng rồi đó nó đã hơn. Trời mất tiêu luôn rồi. Trời ơi. Quá khứ rồi, đắp cái bãi cát này dữ dội luôn rồi. Mất tiêu luôn rồi. Mấy em nhớ trường khúc nha. Đừng đắp hết nha. Nhớ trường khúc nha, đừng đắp hết nha. Giờ này là các hoạt động ở ngoài biển rất là vui nha. Cái bãi ra xa cảm giác mấy bạn chơi cát vui. Anh Cao Tùng Vlog á. Cao Tùng Vlog. Rồi ra đây luôn, ra dạo mát luôn kìa. Các bạn nằm ở đó kìa. Rồi, cảnh tắm biển rất là chill á. Vui, giờ này vui. Rồi hello gia đình mình luôn. Vui quá ha. Giờ này vui. Rồi đừng nổi tiếng nữa anh chị. Gia đình đến từ đâu hả chị? Tây Ninh hả? Dạ. Tây Ninh ngoài ngoài cái này có ngập nước gì không? Có bị ngập nước không? Không hả? Vậy là thiếu nước phải không? Ra đây kiếm nước không? Tắm phải không? Đây là bên Đài Loan không có nước, ai có nước tắm. Từ Đài Loan về đây luôn hả chị? Dạ. Ở chị này Đài Loan về.
đầu năm này đi Vũng Tàu tắm là êm rồi. Cái này thấy sạch sẽ. Dạ. Chúc gia đình tắm biển vui vẻ nha. Nhớ là chụp ảnh nha chị. Nhớ chụp ảnh kỷ niệm. Giờ này nước cạn á, chứ buổi chiều là nước sâu lắm. Giờ này tắm cũng lý tưởng. Ồ, có mấy bạn đi ra tút tút ngoài kia kìa. Sao? Tút ngoài luôn. Tuy là giờ này nước rút cạn nhưng mà mình thấy vẫn còn sóng rất là lớn nha. Trên biển nha. Giờ này là mấy cái dù bung ra nhìn rất là đẹp. Chứ buổi chiều là không có cái dù nào hết trơn á. Tại vì buổi chiều nước là nó dâng lên tới ở phía trên luôn. Hôm qua thì cũng có rất là nhiều bạn bị sặc nước á. Để mình đi ra xa xa vào đây nè. Đi biển thì phải có nước đổ mới vui. Ở đây thì có giờ này nha. Giờ này thì có những cái tàu chạy nè. Chứ buổi chiều là không có. Buổi chiều sóng lớn quá nên mấy anh cũng ngưng chạy. Đẹp quá, đẹp luôn rồi. Xây thiệt ha. Bây giờ cho ý tưởng trước đi. Vui ha. Nhà mấy em gần ở đây không? Đồng Nai Biên Hòa ha. Ở Đồng Nai vô đây cũng gần mà. 2 tiếng hồ tới rồi. Còn anh ở xa quá xa. An Giang lại. An Giang quê em. Vậy em ghé An Giang luôn hả? Hàng về anh thấy xinh. Hàng về anh thấy xinh đẹp, đẹp đẹp giống anh mà. Anh đi không biết nào về luôn á, từ Tết giờ đâu có về nhà đâu. Không ăn Tết luôn. Chắc có hả? Nói chung là mình cũng vì tính chất công việc thôi nên đi hoài luôn, đi suốt luôn. Cô hả vậy em? Con gì? Con gì? Không biết con gì luôn hả? Cô hả vậy? Ủa mấy em đi vậy là
lại chừng nào về? Trong ngày không? Hả? 6 đêm lên. 8 về. 8 về ha. Vậy là ngày mai về, bữa nay 7 rồi. Đi chơi được 2 ngày. Bắt đầu mới về chuẩn bị đi làm việc lại rồi. Thôi tạm biệt với em nha. Chúc em đi chơi vui vẻ nha. Nhớ chụp nhiều hồi hình đẹp đẹp nha. Dạ. Em gái nó cùng quê với con Tùng lắm. Rồi chút xíu à, mình đi chút xíu là bụi vô đầy cái kính camera trơn luôn á cô chú anh chị. Dơ luôn á. Tại vì hiện tại thì gió rất là mạnh và thổi những cái hạt cát vào á. Khúc này thì hơi vắng vắng nè. Giờ này khoảng hơn 10 giờ rồi. Tôi Tùng mới lóc cập nhật liên tục tình hình ở Vũng Tàu nha. Buổi chiều hôm qua là 5 giờ chiều. Giờ thì mình cập nhật buổi chiều trưa. 10 giờ, 11 giờ. Ủa sao đằng kia có cái tiếng hú lớn như ta? Thường thường là cái tiếng hú đó là thường thường là mời du khách lên bờ á. Lộn con mèo luôn hả? Lộn lại đây, em lộn lại cái đó coi. Nè, 1, 2, 3, quất cái coi. Ôi, dưỡng mình. Rồi, lộn lại, lộn lại. Sống quá sống luôn rồi. Rớt đồ hả chị gái? Rớt cái này là khó kiếm rồi nha. Bởi vậy cô chú anh chị nào mà có đi tắm biển hay gì đó, đồ đạc hay dòng vàng tử nữ trang nên rỡ ra tháo ra. Sống này mà cho cái là cái như mất luôn á, khó kiếm lắm. Ủa này sao kiếm đây, rớt ra bông hả chị? Giờ mới rớt luôn. Rồi xong luôn, bó tay luôn rồi. Thôi mai mốt rút kinh nghiệm đi, chứ đi tắm biển gì là dễ rớt lắm. Cũng ở đây cũng có nhiều du khách ta rớt rồi. Ủa gì vậy, sao kiếm nè. Mạnh hơn sao đâu á. Chưa thấy được bó tài đó. Chưa nó cho vô. Ở đây cũng có nhiều du khách ta bị rớt đồ giống vậy đó. Rớt vàng á. Tính đâu lụm được mấy chỉ vàng hả? tính đâu lụm được mấy chỉ vàng chạy xiết à? Nước cạn rồi. Chơi mấy giờ chơi cát nhìn vui. Cái buổi chiều là nước sâu quá sâu. Rồi, cái này là kiếm chuyện nè, cái kiếm chuyện thiệt luôn rồi nè. Rồi, xong luôn rồi. Đấu lại hả? Anh trai em trai nó chọc em gái kìa. Tới số mạng rồi, tới số mạng rồi. Hai anh trai kia cờ kìa, hai em gái này. Ở đây thì có mấy cái anh người ta đi gà kiếm vàng liên tục. Nói chung là cũng cái nghề này cũng hên xui nha. Nhiều khi mai thì ngày mà cũng lụm được mấy cái gì đó có giá trị. Rồi có ngày thì cũng không có gì trơn luôn. Nói chung là cũng hên xui. Ồ cái bãi này như là đông quá đông luôn rồi nè. Bãi này vui nè. Cái máy đó hay. Gặp vàng là nó kêu liền à. Nhớ gái mình quá trời luôn rồi. Mình dễ cưng. Gái ơi, gái à. Gái ơi. Thôi rồi, gái dễ cưng dữ ta. Nhiêu tuổi vậy ha em? 22 tháng. 22 tháng là gần 2 tuổi.
dẫn đi chơi ha. Đầu năm gái nhìn cái chừng quá trời. Ôi 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 ôi, chừng nước, sợ nước nó tràn vô á. Nói chung là đầu năm này thì rất là đông du khách á, thường là đi gia đình á, dẫn nguyên gia đình đi chơi thả chết những ngày đầu năm, sau đó thì chuẩn bị về làm việc lại. Nghe chạy đỡ không sư huynh, cây im không? Đi qua mấy anh kia than quá trời. Mấy em gái đi chưa? Đi rồi hả? Vui không? Thấy cái trò chơi này vui không? Vui. Vui ha. Chiếc lao đi không? Ra ngoài túc mà kia xa quá xa luôn à. Có nhiều du khách thì thích cái cảm giác mạnh đó, nên là ra tốt tốt mà kia xa quá xa mà kia luôn. Hôm qua là có một cái bạn nữ mà người nước ngoài á, không biết là chơi thử thách cái gì đó mà bơi ra không có cần taxi gì trơn á, bơi ra tốt ở ngoài luôn, làm cho một số du khách ở phía trên phải nói là hoảng sợ luôn. Tại vì giờ nó cũng tối rồi, cũng tầm hơn 6 giờ mà còn kẹt xa ngoài quá xa,
Chào anh trai. Hello. Hello, hello. Dạ anh chủ là kêu đâu kênh. Gia đình đi chơi ha. Dạ. Đi chơi đầu năm. Rồi chúc gia đình đi chơi vui vẻ nha. Rồi, xin chào. Có một du khách phụ nữ qua đó là nói chung là không biết thử thách đó là thử thách gì mà một mình ở ngoài bãi biển á. Cái đó là rất là lâu, khoảng một tiếng mới vô. Trời ơi, không được nha. Ôi, quá dữ rồi. Hạn dữ rồi. Quá khứ rồi. Trời ơi. Cái này chắc anh trai ơi, cái này chắc châu Âu chứ không phải Việt Nam đâu, dữ vậy. Sao hả? cái này chắc nước ngoài quá. Quá khứ rồi. Chồng em gái đó chứ. Nói chung là mấy bạn đi chơi tắm biển thì làm những cái trò chơi nói chung là vui, rất là vui. Nói chung giống như cà khịa nhau á. Ủa đây đông quá, đông luôn nè. Chào chú, tình hình đầu năm này con thấy du khách đông mà mình chụp hình đêm không chú? Chú đó không chịu chia sẻ rồi. Đó, quay vlog nè. Cao Tùng vlog. Cao Tùng vlog. Cao Tùng vlog. Nhận tình hình ấy xem là du khách đi đông mà có chụp ảnh nhiều hay không, nhưng mà thường thường là mấy chú ít có chia sẻ lắm. Nếu mà mình chia sẻ được thì tốt, có gì đâu mà ngại, tại vì tình hình là chung mà. Rồi mấy cái lâu đài luôn, quá cao luôn rồi. Rồi, cổng lên lại. Ai chơi bất xì luôn rồi. Quá cứ sống rồi.
nếu mình đứng tắm dặn ở đây thì cát nó trôi lên nhiều quá. Còn nếu mà mình tắm xa xa phía ngoài thì nói chung là sạch hơn, nhưng mà có cái mình ra xa phía ngoài quá thì nó cũng hơi nguy hiểm nha, tại vì những cái đợt sóng lớn mình cũng đâu có biết được trước đâu, nên là mình cũng khuyên mà cô chú anh chị nào có đi tắm biển á, nếu mà có em nhỏ thì nên tắm gần bờ thôi. Nó lâu lâu cái là có những cái cơn sóng lớn lắm. Giờ này là nước bắt đầu dâng lên rồi đó. Cô gái quàng khăn đỏ. Úi rồi, ướt mình rồi. Xong luôn. Trời ơi. Lâu lâu có mấy cái đợt sóng lên cao lắm. Đánh vô là liên tục á. Chỗ đó như là có cái đầm thịnh giống như có dạng á, là đó đứng gà. Anh gà tới gà luôn chỗ đó nè, giống như cái máy nó cảm ứng được. Không có thì buổi chiều mát á, đông dữ lắm, đông luôn. Mình không hiểu lý do sao mà mấy bạn thích tắm buổi chiều. Mình nghĩ là buổi chiều chắc mát, mà nếu mà mát quá thì cũng lạnh nha, tắm biển mà quá trời gió luôn rồi. Như là có một cái bãi ra rất là xa luôn, là xa hơn so với những cái điểm Đà Nẵng nha. Nó cái địa điểm Đà Nẵng nè, đi vô tới đó thôi. Còn cái bãi này là ra xa dữ lắm, xa luôn nè, ngay cái khu vực này nè. Đó, mình đi tuốt vào đây luôn mà vẫn chưa hết cái bãi nè. Thank you.
cái địa điểm mà người ta gắn cắm những cái cây cờ mà để phía trên có những cái hình đầu lâu đó. Tuy là tốt ở trong đó nhưng mà cái dòng ở ngoài này là cô chú anh chị tuyệt đối là không được đi ra nha, ra khỏi cái chỗ mấy cây cắm nha, nguy hiểm dữ lắm. Thấy gì chứ, mấy chỗ đó là những cái chỗ nước sấy á, hoặc là sâu. Đó, chỗ này nè, là cái bãi ra rất là xa, ra khúc ngoài luôn. Nhưng mà đặc biệt cái đằng đó thì cái bãi chỉ cho tấm hạn chế phía trong thôi, phía ngoài là có nước sấy á, tùy theo chỗ. Trong tình hình du lịch đầu năm thì thấy là có khởi sắc nha, đông lắm. Mấy cậu đi tắm biển nè. Ôi ôi, hello mấy cậu nha. Dạ, đi tắm biển nha. Dạ. Đi gia đình có cháu không? Có cháu con nhỏ không? Dạ dạ, tắm đi xa ngoài ha. Dạ. Rồi chúc mấy vị nó mới nhiều sức khỏe nha. Dạ, chơi vui vẻ. Dạ dạ, cảm ơn. Em cậu đi chơi vui vẻ quá. Vui. Rồi quá sống luôn kìa. Bên kia là quá trời, được ra xa luôn à, ra xa là cả trăm mét phía ngoài kìa. Bên kia người ta la, ta không có cho ra tắm xa nữa, nguy hiểm lắm. Cái này có mấy cái dù dựng lên, nhìn cái bãi biển đẹp ghê, đẹp luôn á. Mình đi lại những cái cây cột cờ này. Đây có những cái cát sấy á, dữ lắm, sấy luôn. Mình mới có chạm rồi nè. Ôi, ở đây hình như là giống như là có một cái quần ở chỗ đây á, nguy hiểm nè, bởi vì người ta cấm cái những cái cây cờ ở đây nè. Đó, chỗ đây nè. Bởi vậy cô chú anh chị nào mà ra khu vực tắm ở đây á thì nhớ hạn chế là ra chỗ này nha. Đó, chỗ này có cái dòng như là dòng sấy nè. Đó, mình thấy sóng hai bên nó dồn lại chân giữa này luôn nè. Ở đây là nguy hiểm nha. Nó tắm là nó né chỗ này kìa. Trời ơi, sập xuống. Đây là có chỗ cát nha, có chỗ nước sâu sâu nha. Mình thấy chỗ nào mà cái nước biển trên xanh đó là sâu á. Tuy là mình thấy cát vậy đó, nhưng mà có những cái hố nha. Này nè, mình nên hạn chế ra tắm nha. Quá trời sóng luôn, sóng mà hai bên nó xí thấy ngược trở lại á. Bởi vậy bên ba quản lý người ta cấm cờ là đúng rồi. Hạn chế đừng có tắm cái khu vực này. Ở đây chú này hình như là không biết là ủa cái này là mình bắt cái con gì hả chú? Ốc gì? Ốc cho nhỏ hả? Đây, đây mình thấy có một cái nghề đặc biệt ở trên bãi tắm nha. Chú nói là bắt mấy con ốc nó nhỏ nhỏ nè, mình cũng không biết là ốc gì. Nhà mình quay nè. Một cái nghề rất là đặc biệt nha, ở trên bãi tắm. Để mình hỏi chú rồi, ốc này là có mùa hay là như thế nào? Chú cho con hỏi ốc mày là nó có mùa hay là sao chú? Nó có mùa hay là sao, hay là tháng nào cũng có? Ờ, tháng nào cũng có cho nghe. Dạ, mà đặc biệt tháng này là nhiều ha. Đầu năm. Dạ. Cái này là mình bắt về là cho cá với tôm ăn hả chú? Ờ, bán nha. Bao nhiêu một ký? 5.000. Có 5.000 ký hả? Dạ, rẻ dữ người ta. Kiếm được một tạ thôi. Dạ, một tạ là 60 ký. Vậy là 100 ký đó hả? Ờ, một tạ 100 ký nữa hả? Dạ, dạ, trong con thì tạ có 60 ký à.
ngoài đây tạ tới 100 kg. Dạ, ngày 400-500 ha, cũng được ha. Dạ, vậy là êm rồi. Dạ, nói chung là mình muốn làm giờ nào mình làm. Nói chung ngày này cũng được. Dạ. 69 rồi. Chú 69 tuổi hả? Ồ, thấy chú còn trẻ dữ hả? Dạ. Cho con xin một con được không chú, con quay phim đi chú. Con ốc như thế nào hả chú? Cho con xin một con ốc rồi, con bắt thử một con ốc thôi, quay cho bà con cô bác xem ốc gì. Dạ. Vậy hả? Thấy nó nổi không? Đó, ốc quá trời luôn, thấy không? Mày đó hả? Đó. Dạ. Cảm ơn chú nha. Rồi chú hướng dẫn mình cách mà bắt cái con ốc này nha. Thấy nhiều không? Dạ, nhiều quá luôn. Thấy nổi nhiều không? Dạ, nhiều. Đây ốc này nè, cô chú chị ơi. Đó. Này con ốc như thế này nha. Ngay... Dạ nhiều á. 5.000 ký à. Mình cũng không biết ốc về nhưng mà chú nói là nhiều quá. Cảm ơn chú nha. Dạ. Nhớ lớn lên là phải xây cho ba mẹ cái lâu đài vậy nha, biết không? Đây ở đây à, ngay khu vực này có một cái địa điểm mà mấy bạn tắm phải nói là rất là xa phía ngoài luôn. Đó, ngay khu vực giữa này thì nguyên cái quần này thì người ta cấm cờ, người ta không cho tắm luôn á. Hình như là nước nó sấy á. Nguyên một cái chủng nhân giữa này nha. Cô chú anh chị nào có đi tắm biển thì nhớ hạn chế tắm ở khu vực này nha. Đó, ở đây là cái điểm nó bãi ra xa nè, tùy từng chỗ. Đây đông vui nè, ở đây cũng có cắm một cây cờ, bởi vì mình tắm ra tới đây là mình hạn chế mình đi vào trong nha. Vắng chứ nếu mà buổi chiều là mấy cái bãi này là cứng ngắc luôn á.
cấm chỗ bãi đó luôn á. Cái bãi đó là nguy hiểm lắm, có cấm cái cây. Đây đây là thành quả của chú cái gì nè. Ủa sao mình đổ ra chú? Đổ ra nhặt sàn. Ồ, có nghĩa là mình lượt sàn nữa, hả? Nhặt con sàn cho tôi, với này mình phải pha cát hộp vô cho nó. Cho bọn nó giống như con vịt nó ăn á. Dạ dạ. Có ngộ quá ta. Cái này chắc cũng mấy chục ký à. Cái này chắc cũng mấy chục ký hả chú? Đây là khoảng 90 ký. Gần được tạ rồi. Sáng giờ là được mình được nhiêu ha? Sáng là 8 giờ mới đi. Dạ, 8 giờ mới đi, giờ này là 11 giờ rồi. Là 3 tiếng rồi. 90 ký. Ký 5.000. Cái sạn ra. Cát to mình trộn vô. Ủa rồi mình trộn cát vô vậy rồi người ta mua, người ta có trừ tiền lại không? Ôi sao kỳ vậy? Đồ ngộ vậy ta. Rồi rồi người ta không sợ nặng hả chú? Người ta không sợ nặng ký nặng tiền sao? Chú nói là người mua mà tao không có cát, tao không chịu mua luôn đó. Dạ dạ dạ. Thú vị á. Cái câu chuyện của chú kể cũng thú vị á. Ủa mẹ cát này phải đi lấy á. Cát này không được nữa chú, cát đâu phải tắm không được luôn hả? Cát diễn cũng được, phải cát hồn. Dạ, phải cát bự vậy đó, tao mới chịu. Hơi ngộ quá. Cứ một tàn pha cho nó 4-5 kg cát. Dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ dạ. Nói giờ này là ở trong khu vực phía trong này là mấy cái ghế với dù á căng lên nè. Nhìn rất là đẹp nha. Buổi chiều thì phải dẹp hết luôn á. Nước dâng lên cao dữ lắm, cao luôn. Đợt chiều cường này phải nói là rất là mạnh nha. Các tỉnh như Tiền Giang, Vĩnh Long, Sài Gòn đều bị ảnh hưởng hết trơn luôn, không ngoại trừ 7-8 Vũng Tàu nha. Nên là cô chú anh chị nào mà có đi Vũng Tàu thì nhớ canh những cái giờ từ 9 giờ cho tới khoảng tầm 3 giờ chiều nha. Chứ nếu mà đi cái giờ khác thì là nước chân cao lắm á.